25 review sim 4G nào dưới 200 ngàn mà dùng 1 năm không nạp tiền đi. Và xin chào tất cả mọi người. 200 ngàn nhưng mà dùng 1 năm không nạp tiền, khó như vậy nhưng vẫn có nha anh em. Trên tay mình đang chính là chiếc sim 4G của Mobifone đó, với mức giá chỉ có 169 ngàn, dùng 1 năm. 169 chia cho 12 tháng thì 1 tháng mình chỉ tốn có 14 ngàn thôi anh em. Thì cái gói cước này nói chung là giá rẻ mà, 1 tháng mình chỉ có 4GB thôi. Nhưng mà khi các bạn sử dụng hết 4GB, các bạn vẫn có thể truy cập mạng không giới hạn với tốc độ đó là 128KB. Thì cụ thể hơn, 128KB làm được gì? Thì bây giờ mình và các bạn hãy cùng test chiếc sim với giá siêu rẻ, cực rẻ, super rẻ này nha. Đi thôi anh em. Rồi, và đây chính là túi đóng gói nha. Sản phẩm này được mình mua tại Shopee nè. Và đây là người gửi nha. Và đây là thông tin về sim. Sim 4G 1 năm, gói là MDT250A, sẽ có 4GB 1 tháng nha. Chọn gói 1 năm không nạp tiền. Bây giờ thì mình sẽ cùng bóc ra luôn nha mọi người. Đây là nhân vật chính chiếc sim Mobifone, phải cái Mobifone chia sẻ. Rồi, mình sẽ bẻ ra luôn nha. Bẻ ra cắm vào test thôi. Rồi, và như vậy là mình đã vừa mới cắm sim vào. Rồi, các bạn thấy là nó đã có luôn 4G rồi nha mọi người. Rồi, và mình sẽ đăng nhập luôn vào ứng dụng My Mobifone nha. Nói chung là ở đây đăng nhập số điện thoại không hợp lệ. Chúng là sim này cũng không nghe gọi á. Chắc là vì không nghe gọi cho nên nó không cho đăng nhập vào ứng dụng My Mobifone luôn nha mọi người. Thì đây là cú pháp để kiểm tra nha. Sau 901, sau 7 thăng. Rồi, quý khách đang sử dụng dịch vụ nè, gói đó là MDT250A nha. Thời gian kích hoạt là 16 tháng 4, 2022. Và đây là thời gian hết hạn của một chu kỳ 1 tháng nha. Đó là 17 tháng 5, 2022. Nghĩa là tới ngày này các bạn sẽ có lại 4GB data dung lượng nha mọi người. Để kiểm tra số điện thoại các bạn nhập sau thăng không thăng nha. Thì đây là sim không nghe gọi cho nên nó sẽ là đầu số 0121. Nói chung là các bạn chỉ có thể dùng nó để vào 4G mà thôi. Và bây giờ thì mình sẽ speed test xem thử tốc độ của nó như thế nào nha mọi người. Đây, Mobifone sim 2. Ở đây các bạn thấy là nó sẽ lên được đó, 4G cộng nha mọi người. Lúc đầu thì mình cũng không biết 4G cộng là gì. Thì nói chung là nó sẽ hơn 4G một tí á. Nói chung là tốc độ này nó sẽ tùy vào từng khu vực mà bạn ở nha. Mình đang ở quận Bình Tân, Hồ Chí Minh á, thì mình thấy tốc độ của nó rất là ổn luôn. Với tốc độ download nè, 73.2 megabit nha. Còn tốc độ upload nó chỉ có 6 megabit thôi. Mình sẽ chạy lại thêm một lần nữa cho mọi người xem nha. Trời ơi, cái gì? Trời ơi. Lên tới 130 megabit luôn mọi người ơi. Phải trưởng thực sự luôn. Upload nó chỉ lanh quanh ở mức 6-7 megabit thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ kiểm tra ở một cái ứng dụng test khác nha mọi người. Thì mình qua ứng dụng đó là Speed Test Master. Thì cái tốc độ mà download của nó, mấy cái ứng dụng này mình ghét ghê luôn, nó quảng cáo nhiều lắm. Thì nó chỉ còn 35 MB thôi. Thì tốc độ upload nó sẽ là 60 MB nè. Nói chung tốc độ này mình nói rồi, ở tùy mỗi khu vực thôi, cho nên các bạn cũng đừng có tin, đừng có dựa vào cái tốc độ này để đánh giá nha. Thì mình sẽ thử download một cái game ở trên CH Play. Game mobile bản quyền. Mấy thì mình sẽ thử luôn nha mọi người, bất kỳ mạng nào để mình xem thử cái tốc độ của nó nè. Mình sẽ zoom cận hơn cho mọi người xem. Ở phía bên trên đây, tốc độ của nó nè là nó sẽ lên, trời ơi, 80 8 MB nha mọi người. 9 MB. Đó, 9 nhân hồi 11 MB. Thì 11 phút mấy nó sẽ tương đương, các bạn sẽ nhân lên cho 8 á, thì nó sẽ ra là tầm khoảng 88 MB nha. Với một cái game mà 3GB nó download nè. Hiện tại mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra data còn lại luôn. Nói chung là hiện tại thì kiểm tra bằng 999 nó lại tốn phí là 200 đồng, cho nên không kiểm tra được. Sau 090, sau 5 thăng thì các bạn có thể xem được. Đó, hiện tại mình chạy speed test rồi mình tải một số game đó, nó còn 3.395 MB, còn khoảng 3GB nha mọi người. Rồi, với việc còn data tốc độ cao á thì nó dễ rồi. Mình cũng đã từng test qua sim Mobifone cái gói mà FD50 á, các bạn có thể xem lại video đó. Đó, thì nó bình thường quá rồi, cho nên bây giờ mình sẽ tiến hành cài hết 4GB dung lượng để mình sẽ test thử khi hết 4GB tốc độ nó còn 128 KB. Thì 128 KB nó sẽ tương đương khoảng 1 megabit nha.
sẽ coi thử nó với tốc độ đó nó sẽ làm được những gì. Rồi, bây giờ tiến hành cho nó download cho hết 4GB nha mọi người. A few moments later. Rồi. Và hiện tại thì các bạn có thấy đó, hết dung lượng rồi nha mọi người. Không mê nè. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục tiến hành test thử nha. Khi các bạn hết hết 4GB tốc độ cao thì tốc độ của nó sẽ như thế nào. Thì theo như công bố của Mobifone đó, thì nó sẽ là 128 KB nha mọi người, tương đương đó là 1 Mbps. Nhưng mà hiện tại thì đó, mình test nó loanh quanh ở mức 0.2 Mbps thôi. Thì các bạn nhìn ở phía trên nè, đây phía trên nè, thì nó sẽ là loanh quanh ở mức khoảng 30 mấy 50 KB nha mọi người. Mình thấy nó không lên được 128 KB nha. Còn đây là tốc độ upload nè. Úi giời ơi luôn á. Một cái tốc độ siêu rùa bò. Nói chung là bây giờ mình sẽ tiến hành test thử nha. Với tốc độ này mình sẽ làm được gì? Không biết tốc độ này xem YouTube được hay không ta. Các bạn có thể thấy là nó load nè. Load cực kỳ là chậm luôn. Xem quảng cáo còn đứng nữa mọi người. À, biết mình review sim nó giới thiệu quảng cáo sim nữa kìa, Vinaphone đồ các kiểu. Like. Các bạn nhớ like và đó, đăng ký nha mọi người. Rồi và bây giờ thì mình đã YouTube đã bắt đầu chạy rồi. Và ở đây thì mình sẽ chất lượng là tự động nha mọi người. Mình sẽ chỉnh lên khoảng 240 coi. 240. 240 vẫn load được nha mọi người. 360. 360. Đó, 360 thì sẽ bị đứng nha. Cho nên với cái tốc độ này á thì các bạn chỉ có thể xem YouTube ở đó là 240 thôi. Mà 240 này nó nát thôi rồi luôn á. Để mình cho các bạn xem thử nè. 240p. Quên bấm play. Đó, thì khi các bạn xem YouTube chất lượng 240 nó sẽ ra như thế này. Thì cái này nó vẫn phù hợp nha mọi người. Vẫn phù hợp cho những bạn muốn nghe nhạc trên YouTube. Đó, muốn nghe nhạc trên YouTube các bạn chỉnh về chất lượng 144, 144 hoặc là 240. Đó là có thể gọi là nghe nhạc thả ga ở trên YouTube luôn. Ngon không? À, Messenger ở đây thì các bạn có thấy nha, mình sẽ test luôn cho mọi người xem. Mình sẽ gửi tin nhắn nè. Đó, bên đây nó sẽ qua. Đó, gửi tin nhắn cực kỳ ngon nha mọi người. Gửi tin nhắn vẫn gửi nhận được. Ở đây thì mình sẽ cùng gửi thử luôn một tấm hình nha, xem nó load có lâu không. lâu nha. Đó, cuối cùng cũng đã qua rồi. Gửi một cái icon thì sao ta? Rồi, nói chung gửi một cái icon thì nó qua ngay. Gửi một tấm hình thì hơi lâu một tí, nhưng mà nói chung là vẫn qua được nha mọi người. Vẫn qua được. Còn gửi tin nhắn ngược lại thì như thế nào? Đây, gửi tin nhắn ngược lại thì cũng qua rất là nhanh. Tính ra sim này nếu như mua về để bậy chat Messenger rồi vẫn rất là ngon nha. Khi các bạn hết dung lượng tốc độ cao, mình sẽ chụp thử tấm hình. Đó, mình sẽ gửi lại. Rồi. Một tấm hình thì bên đây gửi nhận lại rất nhanh nha mọi người. Gửi. Đó, qua liền luôn nha mọi người. Chắc nhiều bạn cũng muốn mình test luôn đó là video call đúng không? Thì mình sẽ test thử luôn nha. À, nói chung theo mình đoán video call không nổi đâu. Hình ở trên hai bên luôn nè các bạn thấy nè. Bởi vì hình bên đây truyền qua nó cũng rất là yếu, mà truyền ngược lại thì cũng rất là yếu, rất là giật nè. Bên chiếc iPhone XR các bạn thấy rất là giật. À, bởi vì tốc độ mà muốn gọi video call đó thì nó phải tầm rơi vào tầm 3 megabit nha. Còn tốc độ này nó chỉ có vài chục kilobyte thôi. À, theo mình đoán nha, gọi video call không được nhưng mà các bạn gọi thường thì sẽ được. Alo. Xong tiếng gì vậy? Alo. Hello. Rồi. Và gì vậy trời? Anh bị khùng quá. Đó. À, thì đây. Bị điên cái gì á, hồi nãy đâu có bắt máy đâu mà alo cái gì. Ủa sao kỳ vậy? Giờ em mới gọi lại á. Ủa rồi bên XR nó bắt máy lên mà ta. Chắc bị lỗi gì đó mọi người ơi. Mình đang gọi thử giờ mình nói chung là gọi thường nói chuyện rất là ổn nha mọi người. Đó, gọi thường không bị giật, không bị lắc, mọi thứ đều rất là ok luôn. Em có đợi nhìn đồng hồ. Mới có 3 giờ mấy sáng à. Thôi bye bye, ngủ ngon.
Cúp. À, vậy còn Facebook thì như thế nào? Đây, Facebook nha, mình sẽ lướt thử nè. Tốc độ của nó nè, cũng lên được khoảng 78 KB. Cực kỳ chậm những cái hình ảnh đồ này kia. Nói chung là có một số cái, một số tin, một số hình đó thì mình đã lướt trước rồi. Mình sẽ cùng xem thử nha. Nó load lên khi nào mới xong được những cái hình này. Chạy mắt tốc độ chạy xì khối luôn, không load lên được. Vậy còn chơi game sẽ như thế nào? Bây giờ mình sẽ vào test thử, đó là Liên Quân Mobile nha mọi người. Và rồi mình đã vào được game rồi đó, vẫn đang là 4G nha mọi người. Thì các bạn thấy là vào game nó cũng sẽ hơi lâu nha. Và mình sẽ chọn đó là đấu thường. Quay điều, quay điều, quay điều, quay điều, rồi xong. Cái gì vậy? Quay điều, quay điều, quay điều. Quay điều, quay điều. À, nó đang load, nó còn chưa load xong hết toàn bộ á. Cảnh báo, mạng yếu quá thì tắt game hoặc đánh với bot đi. Đừng vào để đồng đội phải gánh mình. Nói chung là mạng mình quá yếu. Các bạn thấy là Liên Quân nó không cho mình chơi luôn. Khóc luôn. Trên điện thoại còn game gì không ta? Mạng của bạn chậm như con rùa bò. Mình Liên Quân hô vô không được á, thì mình sẽ thử game này. Thôi các bạn thấy nè, nó chậm tới nỗi á, load những cái bóng nè, chậm thôi rồi luôn. Nó mình sẽ thử nha. Các thấy không? Nó chậm nhìn rõ luôn. À, từ đây có thể thấy á, là sim này nếu như hết á, thì các bạn sẽ không chơi game được nha mọi người. Nó sẽ rất là chậm. Đó, các thấy không? Mình ghép rồi mình mua bóng nè, nó bị lỗi mạng luôn nè. Sẽ rất là chậm, không chơi game được nha mọi người. Rồi, và Google Maps nha. Đây là ứng dụng quan trọng nhất, bởi vì khi các bạn ra đường, các bạn tìm đường á, thì phải có 4G. Rồi, thì mình sẽ test thử luôn cho mọi người xem. À, đầu tiên là Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, đường đi. Thì các bạn có thấy nè, rất là nhanh nha mọi người. Thì đây là tuyến đường mà mình đã tìm trước rồi. Và ví dụ như Hầm Thủ Thiêm, đây cũng là tuyến đường mình đã tìm trước. À, và tiếp đó là Đà Nẵng nha. Đây là vị trí mà mình chưa từng tìm kiếm qua. Thì các bạn có thấy là hai địa điểm vừa rồi mình đã từng tìm kiếm qua thì nó sẽ rất là nhanh. Còn với ví dụ như Đà Nẵng mình chưa từng tìm kiếm qua nè, nó sẽ hơi lâu hơn một tí. Nhưng mà ở mức đó là chấp nhận được cho mọi người. Đó, vẫn lên rất là nhanh. Mình có thể tìm đường nè, mình có thể zoom lên nè. Đó, nó load, các bạn thấy không? Đó, vẫn load được map rất là ngon nha mọi người. Đây là những cái địa điểm mà mình chưa từng load qua nha. Google Maps dùng ổn nha anh em. Rồi, và như vậy là mình đã vừa giới thiệu với mọi người một chiếc sim 4G với 1 năm không nạp tiền, rẻ nhất nha mọi người. Chưa có chiếc sim 4G nào 1 năm rẻ hơn nha. Thì chắc chắn rằng sẽ rất nhiều bạn nói có 4GB một tháng thì làm được gì, đúng không? Nhưng mà các bạn thấy nó chỉ có 169.000 thôi. Mà khi hết 4GB á thì các bạn còn có thể tiếp tục sử dụng không giới hạn luôn. Chiếc sim này sẽ phù hợp với những bạn mà có nhu cầu sử dụng cực kỳ ít nha. Giống như mình đi, luôn ở nhà, luôn có wifi sẵn rồi. Một tháng các bạn chỉ ra đường vài ngày thôi đó, thì những lúc đó các bạn mới cần 4G. Thì đây là một chiếc sim cực kỳ hợp lý nha. Hoặc là với những bạn mà có nhu cầu không quá cao, chỉ cần có thể gọi được Messenger, gọi được Zalo nè, gọi không hình nha, hoặc là gửi tin nhắn Messenger, gửi tin nhắn Zalo vẫn rất là ok. Ngoài ra thì có thể xem YouTube ở chất lượng đó là 240p. Một cái chất lượng đó là nát bét luôn. Nhưng mà như mình nói rồi đó, các bạn nào muốn nghe nhạc trên YouTube thì vẫn có thể mua chiếc sim này. Nó chỉnh về 144 hoặc là 240 đó, nghe nhạc thả ga luôn. À, còn nếu như bạn nào mà có nhu cầu cao hơn á, hiện tại có một chiếc sim cực kỳ ngon, 5GB một ngày. Mà khi hết 5GB các bạn có thể tiếp tục truy cập không giới hạn với tốc độ đó là 3 Mbps nha. Thì đó chính là gói 12FD50. Cụ thể thì các bạn có thể xem tại đây. Các bạn mua luôn 1 năm á, chỉ có 359.000 thôi. Có nghĩa là chỉ có 30.000 một tháng thôi. Cực kỳ ngon. Sim đó có thể nói là ngon nhất ở thời điểm hiện tại. Thì nếu như bạn nào nhu cầu cao hơn, có thể xem qua sim đó nha. Và đường link chi tiết để mua chiếc sim MDT250A này mình cũng sẽ để ngay bên dưới phần mô tả luôn. Nếu như bạn nào muốn mua thì có thể xuống đường link mình để ngay bên dưới nha. À, mình cũng thực sự hơi bất ngờ với chiếc sim siêu rẻ này. Và chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.